Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Sản phẩm hồng sâm Gươm Sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nên nhân sâm trồng ở Gươm Sâm có hàm lượng chất ginsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm Gươm Sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999. Sản phẩm được bảo chính bởi SCT. Thanh Thúy xin kính chào quý vị đến với chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân Home Shopping trên làn sóng 56.5, 18.11 Galaxy 19 Uno IP TV. Kính chúc quý vị nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và nhiều quà tặng trong ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ có nhiều quà tặng và cũng như thường lệ chúng ta sẽ có 3 trò chơi game. Nên quý vị hãy giữ làn sóng từ đầu chương trình đến cuối chương trình và đừng bỏ qua giây phút nào nha quý vị nha. Xin chào người đẹp Hương Giang. Xin chào Thanh Thúy và Hương Giang, cũng kính chúc quý vị có sức khỏe dồi dào và tràn ngập niềm vui, và đặc biệt quý vị càng ngày càng vui hơn với chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân. Hôm nay chị em mình là đón chào mùa hè với không khí của mùa xuân. Đúng rồi. Nên là ai cũng áo bông hoa rực rỡ đúng không em? Bắt đầu mùa hè tới rồi mà không khí cũng càng ngày càng vui hơn đúng không chị Thanh Thúy ha? Dạ, và quý vị thì mùa hè thì nghĩ tới mùa hè là quý vị nghĩ tới cái gì? Chị nghĩ tới gì đầu tiên? Mùa hè. Hè thì các bé chuẩn bị nghỉ summer đúng không? Chị là nghĩ đó được, là nghĩ đến nghỉ hè liền rồi. Chứ tại sao nhỏ. Chắc là có con nhỏ là đúng biết đưa đón đúng không? Cho nên là nghĩ đến mùa hè là nghĩ là đứa con được nghỉ học. Thời tiết nó cũng ấm áp hơn đúng không Thanh Thúy? Thanh Thúy thì đầu tiên á, mùa hè là Thanh Thúy nghĩ đến biển liền quý vị. Là những chuyến đi du lịch, những cái chuyến đi hiking cũng như là đi câu cá, fishing nữa. Thì mùa hè nó có nhiều cá lắm chị à. Quý vị nào mà vào giữa tháng 6 hay gì tháng 7, Thanh Thúy không làm đó là tới mình đến những cái chỗ mà quý vị nằm ở gần cái pier mà hơn trên biết á, chỉ cần đứng ở đó không cần license là quý vị thả câu là nó cắn câu, thả câu đã cắn câu, thả câu cắn câu. Thanh Thúy đã câu lên đến 12-13 con cá dày kho đi chiên dày nấu và kho với lại cà chua ngon tuyệt vời, hoặc là bị chiên và cuốn bánh tráng thì còn gì bằng nữa. Nhưng nào mà chịu, quý vị nào mà chịu khó mà đi sang chút mà có xuồng có thuyền đó, thì đi xa một chút thì mình có thể câu cá nhiều cá như là sea bass nè, hoặc là halibut cũng được nữa. Hoặc là quý vị có thể câu cá ở đây gọi là cá hường, cá hồng đó. Cho nên là quý vị tuyệt vời lắm. Quý vị là chịu khó đi gọi là giữa biển thì ai nhà mà ai có thuyền hoặc là mướn thuyền cũng được, mình đi rất là vui nữa. Và mùa hè thì không phải mình đi câu cá không, mà cũng đi khơi tắm biển nè. Tắm biển đặt cái mùa hè là mùa mà quây quần bên gia đình, từ vì con cái mình nghỉ hết trơn rồi, mình sẽ có kế hoạch gì chưa? Quý vị phải nên có kế hoạch trước để mà mình xin phép trước nữa, xin phép công ty, và mình có thể là chuẩn bị cho mình nữa để mình được nghỉ cái vacation. Mà không phải là ai cũng cái thời gian cũng giống như nhau, không phải chỉ có vợ chồng hay gia đình riêng của mình có thể là mời ba mẹ của mình hay là người thân, cô anh chị em mình, có thể là mình picnic chung với nhau ở ngoài biển, barbecue thì còn gì bằng. Chị Giang có bao giờ mà barbecue ngoài biển chưa?
Có, đi cũng vui lắm Thanh Thúy ơi. Và nhiều khi barbecue xong rồi mình mang khoai lang rồi là đập bắp ra rồi, đúng rồi. Mọi người đốt lửa chài đấy em. Là nướng ăn thêm mấy đó trò vui, thấy mấy người Mỹ mà cũng mê luôn. Đúng rồi, Thanh Thúy thích gì bởi vì Thanh Thúy thích nhất là Thanh Thúy thích nướng bắp mỡ hành. Đó. Sau đó là nướng thịt nữa, nướng thịt gà nữa. Và cái đó là mình đốt lửa chài vào buổi tối, tại vì buổi tối đầu khi mà mặt trời xuống thì bắt đầu biển đó là lạnh, gió biển đó. Lạnh nữa nè, cho nên áo ấm và đốt lửa chạy, cầm cái đàn guitar rải đàn tuyệt vời, hát sướng. Ngày sinh nhật nào mình cũng có thể tổ chức ngoài biển. Ở xứ Mỹ là vui nhất, đó là sao, rộng rãi đấy. Với lại là mình sạch sẽ nữa, biển của mình sạch nữa, với lại là an toàn đó chị, cho nên là quý vị có thể nằm ngủ ở ngoài biển luôn, cũng không sao cả. Biết cả em biết sao, biển ở Mỹ là tiện cái là họ thuận lợi, họ làm sẵn những cái mà giống như là những cái barbecue sẵn, thành ra rất là nhiều người đến tham gia, không khí nó nhộn nhịp lắm, nó thành ra giống như là một cái không khí không gian mà đến là người nào cũng mê hết đấy Thanh Thúy ơi. Hỏi nhiều người cũng nói là tôi thích cái mùa đông mùa xuân, nhưng mà tôi ghét nhất là mùa hè, tại vì mùa hè nóng. Nhưng thật ra mùa hè cũng có cái lợi của mùa hè, mùa hè có cái thú vị của mùa hè, đó là những cái camping, những cái cắm trại vào ngoài biển nữa, hoặc là hiking ngoài đi lên núi, hoặc là quý vị có thể là cắm trại ở ngoài biển, hoặc là quý vị cắm trại ở mountain, ở núi cũng được nữa. Cho nên mùa hè có thú vị của mùa hè, nhưng vui chơi thì vui chơi, mình cũng phải làm tròn nhiệm vụ của mình là sao quý vị, phải giữ gìn sức khỏe của mình và bảo vệ làn da của mình trước ánh nắng mặt trời, trước những cái tia tử ngoại. Nhớ là mang theo kem chống nắng và sử dụng kem chống nắng giùm cho Thanh Thúy nha. Mỗi lần quý vị ra ngoài đường sử dụng kem chống nắng giùm cho Thanh Thúy. Và nhất là ngoài sao à, mùa hè thì làm cho mình dễ bị bệnh đâu mà. Thì mình bị xuống sức rất là nhiều, cho nên hãy bổ sung cho mình những cái dược thảo như nhân sâm, đông trùng hạ thảo, cao cốt, nấm linh chi. Và người lớn tuổi thì họ không thích mùa hè chút nào, tại vì mùa hè làm cho họ mệt mỏi, ngứa ngáy, khó chịu, thở, vấn đề về thở cũng như là về sức khỏe của họ không có được khỏe vào mùa hè. Cho nên quý vị, các bác lớn tuổi giúp giùm con là mùa hè thì mùa hè, mình vẫn tập thể dục giùm cho con, uống thật là nhiều nước giùm cho con, giữ tinh thần thật là thoải mái cho con, và đi ra ngoài dạo chơi, đi bộ cắm trại, đi vui bên ngoài, vui vẻ bên ngoài, để cho mình giữ cái tinh thần mình thoải mái. Nhớ là uống nhiều nước cho con, và cứ ngày nào cũng uống nhân sâm hoặc đông trùng hạ thảo, cao cốt, nấm linh chi, ngủ ngon giùm cho con và ăn ngon, thì lúc đó thì sức khỏe các cô chú sẽ rất là khỏe. Khi khỏe rồi thì mùa gì mình cũng chẳng có ngại ngùng gì cả, đúng không chị Giang? Rồi. Sức khỏe là vàng mà Thanh Thúy ha. Mà khi đã có sức khỏe rồi, bắt đầu mình có những cái chương trình, những cái kế hoạch của mình, thì lúc đó nó mới càng tốt đẹp hơn. Giống như là có sức khỏe, bắt đầu mình đi cắm trại mà mình đi picnic như vậy thì lại tăng sức khỏe cho mình nữa. Tại vì mình có thời gian vận động, có thời gian ra không khí trong lành, thì nó khí hậu, khí thở những khí hậu trong lành thì sức khỏe mình nó lại càng tăng cao. Mà vừa rồi Thanh Thúy nói về cái đi chống nắng cắm trại thì mình nhớ ra mình cũng có một cái sản phẩm mà khi mình bị chân burn ấy, em sân burn ấy, mà hơi cháy nắng một chút xíu mình bôi vô rất hiệu quả. Đúng đó rồi. Là NV đấy Thanh Thúy. Hồi nãy em nói thì chị mới nhớ ra cái một cái sản phẩm mà rất là tuyệt vời, mà khách hàng một thời gian vừa rồi dùng mà chia sẻ với chị là rất là mê. Nếu lỡ mình đi ra ngoài nắng mà bị nắng nóng hay bị hơi bị cháy nắng sân burn, tại vì khi ra biển nhiều khi mình cũng không che chắn kịp thời ấy, thì cái sản phẩm này rất là tuyệt vời. Và thưa các cô chú, thì cái sản phẩm của chúng tôi, sản phẩm nào cũng tốt, gồm có nhân sâm, đông trùng hạ thảo, cao cốt, nấm linh chi, bột rau củ quả, tất cả những cái sản phẩm này đều giúp cho sức khỏe của mình rất là tốt. Nhưng trên hết là hãy tinh thần thoải mái, thì bởi vậy trong chương trình của chúng tôi luôn có những cái chương trình game cũng như là những cái thông tin để làm sao cho các cô chú xem chương trình của Thanh Thúy, chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân, mà cảm thấy là mình yêu đời nè, mình cảm thấy mình lạc quan mà sống khỏe và sống trẻ, thì lúc đó thì cái tuổi xuân của mình sẽ mình hoài, sẽ không đi đâu hết cả. Cho nên hôm nay cũng như thường lệ, chúng ta sẽ chơi ba trò chơi game nha, và sẽ có quà nhiều cho các cô chú. Thì hôm nay mình sẽ có 15 món quà quý vị, 15 món quà quý vị hãy nhớ, cho những khán giả nào mà chưa có bao giờ chơi, sử dụng, chưa có chơi cái game này, thì Thanh Thúy xin nhắc lại 15 món quà, 15 cái sản phẩm. Thì chúng ta sẽ có 3 cái game, thì 3 cái game này sẽ lọt trong 3 cái sản phẩm của 15 sản phẩm này. Thứ nhất đó là đông trùng hạ thảo nước, thứ hai là dầu tê giác, thứ ba là sữa dê, thứ bốn là cái miếng chùi đèn xe, thứ năm là 5 miếng mặt nạ, thứ sáu là kem NV, thứ bảy là đông trùng hạ thảo 9, 50, 20 viên, thứ tám là collagen hand cream,
Thứ 9 là cái miếng dán Ares. Và thứ 10 là cái detox 7 viên. Và thứ 10 là cái kem. Và cái kem mà dưỡng da từ sữa dê. Và thứ 12 là cái foot cream. Và 13 là cái nghệ. Và 14 là bột rau củ quả. Và 15 là tỏi. Và bây giờ Thanh Thúy sẽ bóc một cái game đầu tiên để cho chị Hương Giang và Thanh Thúy mở ra coi là cái gì nha. Và đã có kết quả rồi. Bây giờ quý vị có thể gọi điện thoại từ bây giờ qua số điện thoại là 1-888-680-6689. Và hai chị em của chúng tôi sẽ mở đường dây điện thoại. Và bắt đầu bây giờ quý vị có thể gọi 1-2-3. Gọi cho Thanh Thúy bây giờ đi à quý vị. Cả đã có gọi vô số điện thoại vậy không? Hello, Thanh Thúy xin chào 714. Thanh Thúy xin nghe à, chị đừng bắt gì. Đấy, em bắt xong rồi chị bắt. Hello, Thanh Thúy xin chào 714. Dạ. Xin đón là tỏi. Dạ không phải. Rồi, bắt số tiếp theo quý vị ha. Dạ. Dạ, cô có thể đoán đi cô. À, rau củ quả. Ồ, dạ không đúng cô ơi. Dạ. Hello, Thanh Thúy xin chào à. Hello. Dạ không phải à, tỏi gạch đi quý vị, tỏi gạch gạch quý vị. Dạ. Rồi, bắt số tiếp theo dạ. Dạ, cô có thể đoán đi cô ha. Alo. Đúng cái vi. Dạ, cũng không đúng cô ơi. Dạ. Xin dạ. Chào điện thoại cái tiếp à. Dạ không phải kem NV gạch bỏ. Dạ. Rồi, Hương Giang dạ cô ơi, cô có thể đoán đi cô. Dạ, alo. Kem NV dạ không dạ, phải ạ. À. Rồi nhiều người đoán NV quá. Chào điện thoại kế tiếp. Hello, xin chào điện thoại kế tiếp. Năm miếng hạt nào? Dạ không phải. Dạ, cũng không phải. Rồi, dạ. Cô đoán đi cô ơi. Dạ, dạ em nghe đấy chị đoán đi chị. Ồ dạ, cũng không phải, phải chị ơi. Các gia đình đoán chung hay sao? Hello, Thanh Thúy xin chào 760 hả? Dạ không phải. Rồi ơi, dạ. Rồi, 408 cô ơi. Dạ con Hương Giang xin chào 408 ạ. Dạ. Dạ không phải. Dạ không phải luôn. Thanh Thúy xin chào điện thoại kế tiếp à. Dạ không phải. Rồi Hương Giang xin chào 714 ạ. Dạ. À, sữa dê. Sữa dê dạ, dạ không, không phải ạ. Xin chào điện thoại kế tiếp à. Đoán tỏi đi. Dạ không phải, tỏi gạch bỏ. Nãy giờ tỏi nhiều nha, gạch bỏ giùm cho con. Sữa dê cũng phải bỏ. Dạ alo. Dạ. Đông trùng hạ thảo. Nước không phải ạ. Dạ. Hello, Thanh Thúy xin chào 626. Dạ không phải, không phải luôn. Rồi cô đoán đi ạ. Hương Giang xin chào. Miếng đùi chèn xe. Dạ chưa phải cô ơi. Dạ rồi, chưa phải cô ơi. Xin chào điện thoại kế tiếp. Dạ không phải. Dạ alo. Dạ bảy con xin chào 713 ạ. Cô chào tôi đoán dạ không phải nghệ. Dạ không phải nghệ cô ơi. Hello xin chào điện thoại kế tiếp à. Hello, hôm nay sao đánh chậm quá. Là cái gì cô? Là cái gì? Dạ không phải. Cái không phải dạ. Rồi 714 ạ. Dạ Hương Giang chào 714 ạ. Đi thóc 7 viên gạch bỏ đi ạ. Dạ không phải ạ. Dạ. Trời ơi sao hôm nay mọi người khó giận á. Và 5 phút là không có người trúng nha. Rồi, chúc mừng. Đúng rồi rồi dạ. Có người trúng dài dạ. Cho con biết cái số điện thoại của cô được không? Dạ đúng là có người trúng miếng dán Ares lên là quý vị. Số mấy cơ? 4878511. Dạ thưa quý vị, quý vị ơi, có người đoán trúng nữa là miếng dán Ares rồi quý vị ơi. Bây giờ chúng tôi bắt đầu giới thiệu sản phẩm. Dạ, để kỳ sau để chơi lần 2. Rồi hôm nay giới thiệu sản phẩm. Đầu tiên nói quà trước đi, cho bà con vui lên trước đi. Yeah. Thôi bây giờ quý vị đừng gọi nữa. Quý vị gọi là Thanh Thúy và chị Hương Giang sẽ bắt quý vị order ở nhà, không có đi đâu hết á. Thì bây giờ chúng ta sẽ có 5 cái sản phẩm này là Thanh Thúy mê vô cùng luôn. Đó là kem dưỡng da chống lão hóa, chống nhăn của công ty là Begavader. Đó là Made in Italia của Ý quý vị ơi. Cái sản phẩm này mới tinh hoàn toàn của công ty. Và hôm nay mình sẽ có 5 sản phẩm. Đầu tiên ai gọi order sẽ có sản phẩm này trước. Nhưng mà chỉ khi mà quý vị order xăm thôi nha quý vị. Chỉ order nhân xăm. Đây là sản phẩm được order của nhân xăm. Thôi bây giờ trên 200 đồng là tặng cho quý vị cái này luôn. Là khi nào quý vị mua có thể là cao cốt xăm nè,
cao cốc sâm, một cao cốc sâm thì quý vị sẽ được tặng một cái một bộ Kegel đó, đặc biệt. Quý vị coi nè quý vị ơi, một bộ Kegel luôn, dầu gội Kegel. Và bữa giờ quý vị biết cái câu gọi Kegel này làm gì không à? Đó là chống rụng tóc rất là hiệu quả. Đây là cháu chị coi, phải hai người chị, hai giờ, người đó, giờ hai chị cầm đi em nói cho chị. Quý vị, cái dầu gội này là của Hàn Quốc, là một trong những cái công ty mà sản phẩm này là được thắng giải về chống rụng tóc hiệu quả nhất, có được thắng giải liên tiếp luôn quý vị. Cho nên là quý vị nào muốn có mái tóc ống ả, muốn mái tóc dày, quý vị chỉ cần giúp cho Thanh Thúy là đừng hạn chế cho nó rụng tóc, đừng để rụng tóc, vì rụng tóc thì giúp vì tóc của quý vị sẽ bị thưa đúng không ạ. Muốn mái tóc dày thì phải chống rụng tóc là cái điều cơ bản nhất. Thì cái sử dụng cái dầu gội này, bữa giờ chúng tôi bán sản phẩm nào là hết hàng đó, mà cái sản phẩm Kegel này nó nổi tiếng khắp thế giới và ai mà sử dụng sản phẩm này đều rất là yêu thích. Từ vì sau khi sử dụng cái sản phẩm này xong thì họ không có bị rụng tóc nữa à. Thì hôm nay bộ dầu gội Kegel gồm có dầu gội và dầu xả, hôm nay có một bộ lứa việc rất là đắt tiền, mấy vị biết 200 mấy phải không chị? 260 đồng. 260 đồng luôn. Mua một cái bộ cao cốc sâm, mình được tặng một bộ dầu gội Kegel, nó nặng quá. Tặng một bộ dầu gội Kegel luôn quý vị à. Và chưa hết nữa, 5 người đầu tiên được tặng nguyên một cái bộ kem, một bộ kem hút thiệt rồi đây. Đây, quá trời luôn, nhiều quá, tặng quá. Made in Italia giúp cho về chống nhăn và giúp cho ngăn ngừa lão hóa. Lão hóa. Nếu quý vị không lấy cái sản phẩm này, quý vị được lấy một bộ cái mặt nạ. Đây, mặt nạ, ba mặt nạ này diễn ra từ thiên nhiên luôn. 50 đồng một cái, quý vị biết cái mặt nạ bình thường nó là 5 đồng một cái phải không ạ? Còn cái này là mặt nạ này nó hơi bị đắt tiền nữa quý vị. Thì nó có 3 bước lượng cho quý vị. Thứ nhất á là làm trắng da, thứ hai á là làm về collagen, nó giúp cái collagen, nó có 3 bước 1 2 3 cho quý vị. Có 3 step, 1 step, 2 step, 3 step. Và khi quý vị đi mua mặt nạ nào cũng vậy, quý vị thấy có 3 step là mặt nạ rất là đắt tiền. Mình được tặng một bộ mặt nạ gồm có 10 miếng trong đây từ sữa dê nha quý vị nha. Cho nên hôm nay quà đắt tiền không mà. À, quý vị có thể lấy cái bộ kem này cũng được, hoặc quý vị có thể lấy một bộ này cũng được, là 10 miếng mặt nạ. Hôm nay mua gì? Cao cốc sâm 260 đồng, hoặc là hai cái sâm viên, hai set sâm viên là 250. Mình được cũng được tặng một bộ dầu gội Kegel, hoặc quý vị có thể và được cái này và cái này luôn quý vị. Nghĩa là quý vị được chọn một trong hai bộ mỹ phẩm, một trong hai, nhưng mà quý vị được mang về cái này là chắc chắn luôn là bộ dầu gội Kegel. Để chị Hương Giang sẽ nhắc lại quý vị cái promotion hấp dẫn ngày hôm nay của chúng ta. Hương Giang xin nhắc lại promotion đặc biệt hôm nay là hậu Mother Day đấy. Tại vì Mother Day rồi, nhưng mà hôm nay là tại vì chương trình công ty cũng muốn cho quý vị là sôi động lên và muốn không gửi đến quý vị tri ân quý vị. Ngày hậu Mother Day là một chương trình đặc biệt, đó là quý vị mua cao cốt sâm, một cái sản phẩm cao cốt sâm là quý vị rất là yêu thích đấy. Trời, không, quý vị là em biểu diễn. Em biểu diễn cao cốt sâm. Dạ, loại cao cốt sâm 260, quý vị được tặng nguyên một set, phải phải đó một set chứ không phải một đấy. Dạ, đây một set gội đầu Kegel, một cái nhãn hàng nổi tiếng mà quý vị nào mà đã yêu thích về sản phẩm mà dưỡng tóc, gội đầu dùng cho tóc, ngăn ngừa rụng tóc và làm cho tóc khỏe, chắc khỏe ấy, quý vị. Là nguyên một bộ luôn, ngày hôm nay tặng free cho quý vị. Nhưng mà quý vị phải gọi nhanh vô Hương Giang và Thanh Thúy mới giữ được cái bộ promotion này cho quý vị. Đó là mua 260 được tặng cái này rồi quý vị. 5 người đầu tiên, đó, quý vị được tặng thêm một cái kem của Ý quý vị ơi. Hoặc là quý vị có thể lấy cái chọn này. Chọn một là cái đó là mặt nạ quý vị. Người nào mà đã có kem này rồi thì có thể lấy mặt nạ, mà người nào không lấy mặt nạ thì có thể kem này. Chỉ 5 người đầu tiên gọi vô cho Hương Giang và Thanh Thúy thì các quý vị mới được cái mua cao cốt sâm, tặng một bộ set gội đầu ngăn ngừa rụng tóc thương hiệu Kegel, một cái nhãn hiệu mà nổi tiếng quý vị ơi. Những người nào sản phẩm về tóc rồi thì toàn đến đây, là cho anh Thúy biết vừa giai đoạn vừa rồi nhiều cô chú anh chị đến đây tìm mua cái bộ này lắm, mà còn phải gửi đi ship hàng đi. Thì ngày hôm nay đặc biệt là hậu Mother Day, quý vị gọi vô được thì Hương Giang Thanh Thúy giữ được bộ sơn đặc biệt quý vị. Mua cao cốt sâm được tặng nguyên một set gội đầu, có dầu gội, dầu xả và có cả một cái bộ để mình đi bộ du lịch travel, travel luôn. Mình đi cầm nhỏ cho tiện để tóc mình lúc nào cũng được dưỡng. Chứ có những người mà bây giờ ai vô cũng bảo em ơi, thôi giờ tóc chị rụng nhiều quá, vuốt ra là tóc rơi ra rồi. Thành ra là một cái bộ sản phẩm này rất là tốt cho quý vị. Nghĩa là vừa ngăn ngừa rụng tóc và làm cho chắc khỏe thì nó sẽ không rụng nữa. Khi mà chân tóc mình chắc khỏe thì nó sẽ mọc lại. Thành ra quý sản phẩm này là sản phẩm một thương hiệu nổi tiếng chuyên về tóc. Vì quý vị uống sâm rồi, quý vị là gọi vô sớm nhất thì sẽ được tặng thêm một cái kem dưỡng da mặt, ngăn ngừa lão hóa, trắng da. Và quý vị nào đã có kem này rồi thì có thể lấy cái bộ dưỡng da mặt. Là cái hai sản phẩm này là chọn một trong hai chứ không phải là được cả hai, đúng không Thanh Thúy? Rồi, hôm nay sản phẩm rất là tuyệt vời quý vị. Đây là cái bộ dò kem nữa vị, chống nhăn và chống lão hóa, có rất là nhiều vitamin trong đây. Thì quý vị sẽ được mang về cái sản phẩm này cho 5 người đầu tiên. Và đây là cái
gọi là cái mặt nạ từ sữa dê. Quý vị thấy là quý vị mê liền à, tới đây là mê liền. Thanh Thúy xin chào 714 à, Thanh Thúy xin nghe. Chị hôm nay đang cùng Hạ Thảo đỏ nano đáng sao. Dạ nano là mua 1 tặng 1, 30 viên chị. Mua 1 tặng 1 nha chị nha. Rồi có tặng thêm gì không chị? À, nếu mua tặng thêm chị có thể em tặng cho chị chia sẻ. Em tặng cho chị một cái set đông trùng hạ thảo nước và cái miếng chùi đèn xe nha chị. Ví dụ như không lấy miếng chùi đèn xe, lấy cái mặt nạ được không chị? Dạ cái mặt nạ nó mắc tiền lắm chị, khi mà mua trên 200 đồng mới được thôi chị ơi. Nha chị nha. Cái miếng mua cái này đó chị giá 60. 60 đồng cũng không được chị ơi. Dạ cũng không được à. Chị mua 3 phần đi, em tặng cho chị cái này. Mua 3 phần đi. Thì tặng cho chị một cái set đông trùng hạ thảo nước với lại một cái hộp mặt nạ này. Nha. Đông trùng hạ thảo nước em có uống rồi nhưng mà em không thích cái nano này. Ờ vậy hả? Thì chị không thích đông trùng hạ thảo nước thì em tặng cho chị cái này với lại cái miếng collagen hand cream cho chị nha. Cái collagen hand cream rất là tốt. Đổi cái đông trùng hạ thảo nước. Ờ thì bên em có rồi, khi chị tới chị lại đổi cái lấy cái đó được chị à. Có nghĩa là chị được rất là nhiều chị ơi. Bây giờ cái này là hết 60 đồng rồi, không bao giờ tụi em cho nhiều như vậy đâu. Bây giờ chị có thấy đó, nghĩa là chị mua 3 phần được tặng 3 rồi đã quá nhiều rồi. Rồi mà chị còn được tặng thêm một cái này nữa thì chị là 550 người đầu tiên mà chị cho anh, bởi vì chị mua trên 200 đồng và chị được cái collagen hand cream đó chị chia sẻ cho tụi em. Nha chị. Dạ, đúng rồi, tại vì em uống cái nano là rất là tốt đó chị Thúy. Dạ. Tức là ngủ được mà không đi tiểu đêm nè, mà làm cho cơ thể mình nó khỏe, nó không có mệt. Dạ, rồi bây giờ hôm nay chị cho em, chị mua 3 cái nano đúng không ạ? 3 cái nano, dạ. Tôi tặng cho chị 3 cái nano, cho em cái số điện thoại của chị được không? Điện thoại gọi vô nhiều quá, em không thấy. Cửa hàng của em là 9410. 9410 rồi. Rồi chị, rồi chị được lấy cái, chị là 150 người được tặng một cái hộp mặt nạ nhá. Cái hộp mặt nạ. Với lại cho chị một cái collagen, một cái hộp collagen hand cream. Chị chia sẻ là chị uống nhiều mà uống tốt không chị, có kết quả tốt không? Có tốt em mới mua nhiều mới. Dạ. Rồi nghĩa là tốt cụ thể là như thế nào à? Thì tự là em không bị tiểu đêm nè, rồi em khỏe hơn người, không có mệt khi làm việc nè. Dạ. Rồi. Em cũng ngon rất nữa. Dạ. Giống như người mình có thêm chất để kháng đó chị. Dạ rồi, bây giờ em tặng cho chị đó là chị chia sẻ, em tặng cho chị một cái hộp collagen hand cream, một cái set mặt nạ đây gồm có 10 miếng, chị giá 60 đồng lận và chị được tặng thêm một miếng chùi đèn xe nha. Chị dạ. Em muốn cái kẹo chân xăm được không chị? Cái kẹo xăm đó chị. Kẹo xăm bây giờ chưa có hàng chị, hết hàng rồi, không còn nữa. Dạ. Chị cái collagen đó là xài cái gì chị? Xài về da tay đó chị. Chị cần sử dụng dưỡng cái da tay để nó không có bị nhăn khô da nha. Nó giúp cho da tay của mình đẹp đó chị à. Nha chị. Chứ mình không có được cái kem mặt đó chị. Cái kem mặt. Được chị, chị lấy cái kem mặt rồi cũng được, kem chống nhăn được chị. Nhưng mà chị không lấy cái mặt nạ thì giùm em nha. Một trong hai chị chọn cái nào à? Chị không thể lấy hai, em chỉ chọn một trong hai, chị không thể lấy luôn cả hai luôn chị à. Chị đã mua một tặng một rồi. Dạ. Vậy vì thì bên em sẽ gọi lại cho chị nha. Dạ. Vậy chị có lấy cái này không à? Chị lấy không? À, tiếp tục gọi cho Thanh Thúy qua số điện thoại là 1888-680-6689. Và thưa quý vị, Thanh Thúy có nhớ nhiều lần quý vị rồi. Quý vị chỉ cần thư giãn, tinh thần thật là thoải mái, ngủ tốt, ăn tốt, sức khỏe tốt và sử dụng những sản phẩm của chúng tôi. Còn vấn đề quà cáp để cho Thanh Thúy cũng như là chương trình giúp cho quý vị tìm những món quà. Quý vị không có thấy một cái chương trình nào mà tặng quà bầu bàn là cũng có giá trị cả. Cho nên quý vị an tâm, những cái món quà của chúng tôi là rất là có giá trị và cho nhiều lắm rồi quý vị. Cho nên chúng tôi không thể nào cho được nhiều hơn nữa. Hôm nay mua một cái cao cốt sâm. Một cái cao cốt xong 260 đồng. Mà quý vị tới quý vị mua cái bộ kem Kigo này, là bộ dầu gội Kigo này quý vị. Bộ dầu gội Kigo này là tới là 200 mấy hả chị? 260. Đó cho rất là đắt tiền. Cho nên là quý vị sử dụng cái này quý vị sẽ giảm rụng tóc rất là đáng kể. Điều đơn giản thôi. Quý vị gọi đầu, quý vị kéo cái tóc xuống, quý vị thấy là nó một đống tóc nó rớt xuống đúng không ạ? Bây giờ thì quý vị
kiểm tra bằng cách là quý vị dầu gội sử dụng 2-3 lần cái này đi, và quý vị thấy là quý vị kéo cái tóc nó còn rụng nữa hay không, và nó còn rớt ở dưới nhà sàn nhà của quý vị, hoặc là mền gói nó có bị dính nhiều cái vừa những cái tóc của mình rớt xuống ở đó hay không, là quý vị kiểm tra là tóc của mình có bị rụng và giảm rụng và có cải thiện hay không à. Cho nên hôm nay mình tặng được bộ dầu gội này, và còn chưa hết nữa, chúng tôi còn tặng cho quý vị 5 người đầu tiên được tặng cái kem này, hoặc là được tặng một bộ mặt nạ rất là tốt, đến 3 bước, mỗi lần mặt nạ 3 bước là quý vị biết là mắc tiền. Thanh Thúy xin chào 617 ha. Dạ dạ hello cô, chị em cho em order cái mà đang quảng cáo trên TV cái gì mẹ hôn đình. Cao cốt sâm. Cao cốt sâm. Hello. Dạ cô ơi, con nghe nè cô ơi. À, tôi đang theo dõi cái chương trình cô Thanh Thúy đang nói ở trên TV nè. Dạ. Tôi muốn order cái cao cốt sâm á. Dạ được à. Dạ, cái cao cốt sâm thì tôi được dạ, thì tôi được tặng cái gì, tôi đang thấy cô đang giới thiệu rồi kìa. Cô được tặng một bộ dầu gội Kigo luôn nha cô nhé. Một bộ dầu gội Kigo, và cô được tặng là 5 người đầu tiên, cô được tặng cái kem dưỡng da mà chống nhăn, hoặc là cô lấy một cái bộ mặt nạ, cô lấy cái nào? Tôi lấy cái kem dưỡng da. Dạ, cô lấy cái kem dưỡng da. Và cô có thể... Dạ, cái kem dưỡng da. Dạ, và cô ơi, cô có chia sẻ... Tôi lấy cái kem dưỡng... Tôi mua một hộp và cao cốt sâm với cái kem dưỡng da, với lại được tặng cái mà thuốc rụng tóc, không chống rụng tóc hỏng ra. Dạ, dầu gội chống rụng tóc gồm có dầu gội và dầu xả luôn cô à. Dạ. Với tôi muốn order cái tỏi đen á. Dạ, tỏi đen hôm nay mua 2 tặng 1 nha cô. Bao nhiêu tiền ạ? Dạ, một tỏi đen là 150 nửa ký, mua 2 tặng 1 là 300, cô được đến là 1,5 ký. Không, tôi mua một cái tôi chưa có xài nó. Dạ, nửa ký thì con tặng cho cô thêm cái gì ta? Nửa ký con tặng cho cô thêm để con coi, lát con coi con tặng thêm cho cô cái gì nha. Nửa ký tỏi. Nửa ký tỏi là 150. Để con tặng cho cô thêm một bịch tỏi nha cô nha. Một bịch tỏi 100g. Cô nói lại cho tôi nghe nè. Cô mua nửa ký tỏi là 150, con tặng cho cô một bịch tỏi 100g nha. Nha cô nha. Tặng một bịch tỏi 100g. Với lại là tặng cho cô thêm sữa dê nè. Tặng thêm cho cô sữa dê, và sữa dê uống cho nó tốt, với lại cho cô một cái set đông trùng hạ thảo nước. Cô đã sử dụng sản phẩm nào của tụi con chưa để con tặng cho cô thêm quà? Tôi có mua mà cái đông trùng hạ thảo kia cũng lâu lâu rồi. Dạ. Lâu rồi mà tôi uống thì tôi cảm thấy là rất là tốt, bởi vì nó không có đi tiểu đêm mà ngủ được, ăn được. Dạ. Lúc làm nó không biết mệt. Dạ, cái đông trùng hạ thảo nano phải không cô? Dạ. Dạ rồi. Rồi con tặng cho cô một cái set đông trùng hạ thảo nước nha. Rồi. Dạ bây giờ cô sử dụng ra thử đi, từ nhiều người cũng thích lắm cô à. Tặng cho cô sữa dê, một set đông trùng hạ thảo nước, rồi một cái hũ kem dưỡng da chống nhăn nha cô nha. Rồi, con cảm ơn cô nhiều, là cô có một cái cao cốt sâm, một bộ dầu gội, một cái kem dưỡng da chống nhăn, mà nửa ký tỏi, một bịch tỏi đen 100g, sữa dê và một set đông trùng hạ thảo nước. Nha cô. Cô ơi, dạ. Dạ tổng cộng tất cả là bao nhiêu tiền? Là 260 cộng cho 150 là 410 đó cô. Cái cao cốt sâm là bao nhiêu tiền ạ? Dạ 260 đồng mà. 260 đồng chứ không phải là 190 này ra. Dạ không, cao cốt sâm nó có giá là 190, nó cao cốt sâm này nó cô đặt cờ, cô đặt cái hũ nó lớn, cô xài rất là lâu. Nó là cô đặt cô dạ. Đâu là cái mà nấm. Cao cốt nấm linh chi là 150. À cô muốn mua cao cốt nấm linh chi phải không ạ? Dạ, cao cốt nấm linh chi đó. Rồi bây giờ vậy nè, cô có thể mua cao cốt sâm là 260 đồng, con tặng cho cô cái cao cốt nấm linh chi luôn nếu mà cô không lấy cái bộ dầu gội. Không. Dạ. Thôi vậy thì đó, cao cốt sâm đó là chỉ có là 260 đồng thôi cô à. Còn cao cốt nấm linh chi cô không thể nào tặng một bộ dầu gội, từ bộ dầu gội rất là đắt tiền à cô ơi. Dạ. 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 Tại vì tôi thấy nói về cái cao cốt kìa, cao cốt nấm linh chi đó. Dạ. Tôi thấy nghe cái nhiều quá. Dạ, rồi cô lấy cái nào? Cô lấy cao cốt sâm hay cao cốt nấm linh chi à? Cao cốt sâm cô được tặng gội đầu, được tặng hộp kem. Cô lấy cái nào cô ơi? Kem nó chỉ 5 người đầu tiên được cô. Cô ơi. Dạ. Chị chắc nó lên đó nè. Dạ đúng rồi cô. Dạ đúng rồi cô, 5 người đầu tiên được tặng luôn hộp kem luôn cô. 5 người đầu tiên được tặng thêm hộp kem. Dạ. Là nó là bao nhiêu tiền? Cao cốt sâm là 260.
Dạ, có là tính cao cốt xâm trở lên được cô, còn ai mua đơn giản thảo 75 đồng. Dạ, tôi lấy cái 159 đồng. Dạ rồi, cô lấy cái cao cốt nấm linh chi nha. Nấm linh chi, cô mua lấy cái cao cốt nấm linh chi thì con tặng cho cô, để con coi con tặng cho cô được cái gì. Cô để coi, bây giờ tự nhiên nó không có promotion ngày hôm nay cao cốt nấm linh chi. Con có thể là tặng cho cô là một cái bịch tỏi được không? Cao cốt nấm linh chi, tặng cho cô một bịch tỏi nha cô, cái không được một bộ dầu gội nha cô nha. 180 không, không được bộ dầu gội hả? Dạ không à, tự nhiên cái đâu có promotion của cao cốt nấm linh chi cô ơi. Vậy thì cái mua cái kia là được một bộ dầu gội với lại được một không trà hữu sen dưỡng da. Dạ, bây giờ cô lấy cái cao cốt nấm linh chi mua 2 set đi, con tặng cho cô bộ dầu gội. Hai set cao cốt. Dạ. Thì bây giờ cô lấy cao cốt nấm linh chi con tặng cho cô một cái bịch tỏi nha. Không, vậy thì bây giờ tôi mua vậy đi. Tôi mua một cái cao cốt xâm. Dạ. Để tặng cho cái bộ dầu gội cho tôi, còn tôi không có lấy tỏi nữa. Tôi dạ rồi, tỏi không nữa. Lấy tỏi nữa. Dạ được à cô, không lấy tỏi cũng không sao. Dạ, tôi không lấy tỏi nữa. Dạ được à. Ý nghĩa là cao cốt xâm cô được tặng một bộ dầu gội, được tặng cái kem dưỡng da nha, chống nhăn nha cô. Với lại là cô được tặng, cô chia sẻ đó thì nãy cô chia sẻ con tặng cho cô một cái set đông trùng hạ thảo nước nữa. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô nhiều à. Con chào cô à. Dạ, chỉ có 260 đồng thôi cô ơi. Chờ cho chị chờ hết nè. Bây giờ cô phải gửi em về mà tiền có bị mất tiền shipping không, tại vì tôi ở Boston. Dạ, rồi bên bộ phận shipping sẽ gọi lại cho cô nha. Vì con không có biết về vấn đề shipping, bên bộ phận shipping sẽ gọi cho cô. Con cảm ơn cô nhiều. Rồi, để cô chia sẻ đi nha. Dạ, cô ơi, cô có thể chia sẻ cho mọi người cái sản phẩm mà cô đã dùng rồi mà cô yêu thích trong thời gian vừa qua dùm con nha. Dạ, cô nói đi cô. Cô đây nè, cô trong thời gian vừa qua là cô uống cái cao cốt nấm linh chi với cái hồng xăm. Dạ, vâng ạ. Dạ. Cô uống cái cao cốt linh chi của hồng xăm. Mà biết không, hồi nào giờ cô là cái người uống thuốc ngủ mấy chục năm rồi đó. Cô uống thuốc ngủ có thể nói là hai mấy năm rồi. Mà từ khi mà cô uống được là hai hộp, tất nhiên là tổng nó 10 chai, thấy không? Dạ. 10 chai mà bây giờ là cô không có uống thuốc ngủ nữa đó. Trời ơi, đã chưa? Chúc mừng chưa Thanh Thúy đó. Cô đã sử dụng sản phẩm gì chị? Cao cốt linh chi. Nhiều, cô ăn nhiều mà cô ngủ, mà có thể nói là ngồi coi TV muốn gục giờ nào gục. Đó, ngủ mà ngon giấc. Rất là khỏe. Rất là khỏe. Cho nên bây giờ là cô muốn mua cái cao cốt và cái sâm viên. Sâm viên này cô uống thử coi nó làm sao. Dạ đúng rồi đó cô. Cô kết hợp sâm viên và cao cốt linh chi rất là tốt cô. Cô có thể dùng sâm viên mình uống buổi sáng và cao cốt linh chi mình uống buổi chiều hoặc tối cô. Tại vì sâm viên giúp cho mình khỏe khoắn, tinh thần thoải mái. Còn cao cốt linh chi mình vừa thanh lọc gan và vừa giúp cho mình những ai mà mất ngủ như cô chia sẻ đó. 10 năm mà cô còn đặc trị luôn, Thanh Thúy phải chúc mừng cô đó. Một cái sản phẩm mà mình uống thức ngủ nhiều thì rất là không tốt đúng không cô? Dạ. Mà bây giờ chú cũng uống luôn nữa. Nhưng mà cô nói cô hỏi nè. Cái cao cốt hồng xăm á. Yeah. Cái hồng xăm đó đó. Mình bị cao máu mình uống được không? Đâu có sao hả? Dạ, được. Nhưng mà với điều kiện như này mà mình phải biết cách sử dụng cô. Có nhiều người cứ nói không uống được là do là người ta cứ nhìn thấy cao cốt xâm đấy cô. Nhìn thì người ta bảo, ồ lấy ra có chút xíu à thì không sao đâu. Nhắm người, con đẩy con làm rồi con trực tiếp, con tiếp xúc với khách hàng nhiều với cô. Thì có nhiều cô chú bác lại uống bị nhiều quá cô. Nhiều khi nhìn thấy bảo, tôi nhìn nghĩ chút xíu là tôi cứ múc cho nhiều, tôi pha nhiều thì uống cái đó thì lại không tốt cô. Tại vì nó khỏe quá cô. Thì nó giống như mình đang khỏe quá mà mình lại tăng cái gì khỏe quá nhiều quá thì sẽ không tốt cho mình. Nhưng mình uống đủ điều lượng mà mình pha nước cho nhiều giùm con. Ví dụ mình bình thường thì mình có thể uống nhiều một chút không sao. Nhưng mình đã bị cao máu hay mình cao mỡ thì mình có thể mình pha cái liều lượng vừa phải. Uống từ từ cho nó quen với cơ địa của mình đó cô. Thì khi mà thích nghi được rồi mình mới tăng dần. Dạ. Con đây, con nghe tiếp cô. Bây giờ cô muốn uống cái viên cho nó gọn nè. Dạ vâng, dạ đó. Thì hôm nay cái viên con cũng chia sẻ luôn bộ môn sân đặc biệt của ngày hôm nay. Nhiều khi con và chị và Thanh Thúy hồi nãy là chưa kịp chia sẻ cái bộ môn sân đặc biệt của sâm viên. Đó là sâm viên 125 đồng một hộp. Trong này có 3 chai quý vị ơi. Là 180 viên. Ngày hôm nay bộ môn sân đặc biệt là mua 2 hộp cô. Là 360 viên. Mình cũng được tặng luôn một cái set gội đầu mà chống rụng tóc, ngăn ngừa rụng tóc và cho tóc chắc khỏe. Dạ và năm người đầu tiên mình cũng được tặng thêm cái hộp kem mà như cô nói là cái hộp kem mà dạ của Ý ạ, xuất xứ từ Ý là cô biết là sản phẩm của Ý là tuyệt vời luôn. Vướng ra là cái mùa này. Dạ đó, dạ. Bây giờ cô uống nè. Bây giờ khởi đầu cô mới mới uống xong thì
thôi, bây giờ buổi sáng cô uống một viên trước thôi. Dạ đúng rồi. Dạ chiều cô vẫn duy trì cao cốt linh chi dùm con. Dạ cái đó là sản phẩm là mình không được bỏ qua. Dạ. Cô uống nó quen rồi. Dạ. Rất là khỏe. Vâng. Mà ngủ ngon mà ăn ngon nữa. Ăn ngon ngủ ngon là tiên rồi. Dạ. Đó. Dạ. Bây giờ để cô uống cái hồng tâm coi coi nó như thế nào. Dạ vâng. Dạ vâng. Rồi. Sau chương trình có người gọi cho cô nha. Dạ con có rồi. Rồi con cảm ơn cô và con có chúc mừng cô nha. Sau 10 năm uống thuốc ngủ mà giờ không phải uống là quá tuyệt vời cô ha. Dạ con cảm ơn cô, con chào cô. Mấy chục năm mà giờ bỏ thuốc ngủ rồi. Dạ, hôm đó là cao cốt linh chi á để cho bà con mình biết. Dạ, đó là tuyệt diệu đó. Những ai nóng gan này cô, đúng rồi, những ai nóng gan mất ngủ uống là rất là tốt. Đến rồi. Con bây giờ cũng phải cần dùng đến nó. Dạ vâng. Rồi con cảm ơn cô nha. Dạ. Ngày mai cô ra lấy. Dạ con giữ ngày mai cô ra lấy nha. Dạ vâng. Bây giờ cô ra cô gặp được Hương Giang hay là Thanh Thúy gì không? Dạ có ạ. Con Hương Giang, Thanh Thúy cũng thỉnh thoảng ra đây. Còn con Hương Giang thì thường xuyên gặp các cô chú bác ở ngoài này nữa ạ. Rồi con, dạ vâng. Dạ mai cô ghé nha. Dạ con cảm ơn cô. Dạ con cũng chúc mừng cô luôn. Dạ con cảm ơn cô nhiều. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Và thưa quý vị, không phải là chỉ có khán giả vừa rồi mới chia sẻ là sử dụng nhân sâm cao cốt nấm linh chi của công ty Gum Sâm Premium là có kết quả và ngủ được, mà Thanh Thúy đã nghe rất là nhiều. Điều này chứng tỏ là nhân sâm và cao cốt nấm linh chi có kết quả và giúp ngủ quý vị rất là nhiều. Cho nên hôm nay mình có promotion đặc biệt là 2 set sâm viên, mình được tặng nguyên một cái Kigo dầu gội nha quý vị. Và Thanh Thúy xin chào 805 ạ. Thanh Thúy xin nghe. Tôi đây. Dạ, con chào cô ạ. Tôi muốn nếu mà tôi order cái đông trùng hạ thảo nano đó. Dạ. Tặng được cái gì hôm nay, tặng được cái gì đây? Cô ơi, mua đông trùng hạ thảo nano mua 1 được tặng 1, cô được tặng cái miếng chùi đèn xe và cô được tặng một cái set đông trùng hạ thảo nước nếu mà cô chia sẻ về cái đông trùng hạ thảo nano nha cô. Không, tôi muốn mua cái thứ mà tôi muốn mua cái thứ lớn, chẳng phải cái thứ 30 viên đâu, cái thứ hôm trước tôi uống đó hình như cái thứ là 200 mấy đồng đó phải không? 200 đồng thôi mà 90 viên nó cũng giống y chang 30 viên, á nghĩa là một chai 30 viên, một chai 90 viên giống nhau. Dạ y chang cô ạ. Bây giờ tôi nếu mà tôi mua 3 chai thì là tặng cái gì đây? Mua 3 chai mua 3 tặng 3 cô ạ. Mà ngoài ra cô còn được tặng là một cái hũ kem chống nhăn cho con em, một cái hũ kem chống nhăn trong năm người đầu tiên cô được tặng cái này nha. Hoặc là cô có thể lấy một cái hộp mặt nạ, mà trong đây là có hộp mặt nạ gồm có 3 step mà trị giá tới 60 đồng đó cô à. Ở ngoài bán rất là đắt tiền. Yeah. Nếu mà khoan là cho tôi lấy, nếu mà tôi lấy cái hộp kem á. Yeah. Thì chỉ có hộp kem thôi, trong thêm cái gì hết hả? Dạ được cô chia sẻ, con tặng cho cô một cái set đông trùng hạ thảo nước trị giá là 85 đồng và cô được tặng thêm một miếng chùi đèn xe nữa. Nhưng vậy tôi mua được mấy trăm thì tôi mới được cái order, tôi mới được cái set mà shampoo dùng tóc á. Cái này chỉ tặng cho cái cao cốt sâm thôi cô ơi. Dạ của công cái này nhà tài trợ của cao cốt sâm hoặc là sâm viên nữa. Dạ và sâm viên. Vậy tôi sâm thì tôi còn sâm lát còn rồi, thành ra sâm mà ăn tôi còn thì thôi lắm. Vậy mà tôi tưởng nếu mà mua đông trùng hạ thảo mà nhiều quá thì họ cũng tặng được cái đó, vậy thôi nha. Dạ rồi con cảm ơn cô nhiều. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị nào mua, có thể là quý vị mua 3 set, coi là 3 set đông trùng hạ thảo không? 215 mình cũng không được tặng, cái này chỉ tặng viên cho cao cốt sâm thôi vị nha. Thì đây cái sản phẩm này tặng riêng cho cao cốt sâm cũng như là sâm viên. Quý vị nên nhớ là quý vị nào mà có vấn đề về giấc ngủ, quý vị ngủ không được. Quý vị đã nghe trong thời gian vừa qua, nhiều người đã gọi và chia sẻ là họ ngủ rất là ngon. Quý vị chỉ cần nhớ Thanh Thúy nói quý vị là sao à, quý vị đừng lo giấc ngủ của mình nữa, quý vị chỉ cần làm đúng thôi. Mỗi ngày uống nhân sâm, cao cốt sâm hoặc là uống sâm anytime hoặc là quý vị uống sâm viên. Chỉ cần uống sâm viên quý vị nào không có chịu được nhân sâm uống khó, quý vị không muốn uống, quý vị uống sâm viên giùm cho Thanh Thúy. Mỗi ngày 2 viên là quý vị buổi tối ngủ rất là ngon, tại vì cơ thể quý vị sẽ khỏe. Thì một set sâm viên này là 125 đồng, 2 set là 250, được tặng ngay một bộ dầu gội Kigo. Mà cái dầu gội Kigo này ai xài cũng thích, tại vì giảm rụng tóc là rõ ràng và ra lên chi luôn. Cái nghĩa là quý vị chỉ sử dụng vài ngày thôi, vài lần thôi, quý vị thấy là tóc quý vị giảm rụng rất là nhiều và ngăn ngừa hối đầu hả chị? Hối đầu trong tư
tương lai. Đừng để cho nó hói đầu, lúc nào không có đẹp. Cho nên mấy vị muốn có mái tóc đẹp, mà ngay cả bây giờ người trẻ tuổi cũng bị hói đầu cũng nhiều nữa, bị rụng tóc cũng nhiều là do bị stress và do cái nước mà nhiều, có chất có tẩy chemical nhiều quá. Cho nên quý vị cần sử dụng cái dầu gội này sẽ giúp cho mái tóc quý vị dày và ống ả và mượt mà. Từ gì có chất nhân sâm trong đó và được giải thưởng hàng năm về dầu gội chống rụng tóc hạng nhất đầu tiên, mà lúc nào cũng được giải thưởng hạng nhất cả. Mà ngoài ra mình còn được tặng cái kem chống nhăn nữa của Ý nha quý vị, Made in Italia. Và nếu quý vị không lấy cái kem chống nhăn này, quý vị có thể lấy một bộ mặt nạ từ sữa dê có 3 step lận luôn. Cho nên hôm nay mua sản phẩm nào cũng là tốt. Nhưng xăm giúp quý vị cái gì? Hệ miễn dịch, sức đề kháng, và giúp cho quý vị về, nếu quý vị nào bị huyết áp bị cao. Nhiều khán giả hỏi là tôi bị huyết áp cao, tôi có uống được không? Dạ được, với điều kiện là các cô chú uống đúng cái liều lượng của nó. Đừng thấy là khỏe quá uống rất là nhiều, uống đúng liều lượng của nó thì nó rất là tốt, nó cân bằng huyết áp cho cô chú. Nếu huyết áp thấp thì nó cân bằng lại, huyết áp cao nó cũng cân bằng lại, và giảm lượng đường gluco cho những người bệnh tiểu đường. Và nhất là nó giúp cho quý vị là sức khỏe rất tốt, trí nhớ tốt hơn và ngăn ngừa cái căn bệnh lẫn trí trong tương lai nữa. Và ngoài ra làn da đẹp trong vòng 5 ngày một tuần lễ thôi, quý vị sẽ thấy là làn da quý vị sẽ cải thiện rất là nhiều. Tự nhiên nó làm cho những cái sắc tố mà hiện trên da giảm đi rất là tối đa, thì quý vị sẽ thấy là làn da của quý vị sẽ sáng hơn rất là rõ rệt. Khi mà quý vị thức dậy buổi sáng súc miệng, quý vị thấy là ồ, mình không trang điểm sao làn da của mình trông trẻ hơn hẳn, mà trông sáng hơn hẳn, nó không có bào mòn, cũng không có tẩy quý vị, mà nó giúp quý vị là làm mờ đi những cái vết sạm, những cái vết da mà không có điều màu cũng như là nám. Cho nên nó để lại cho quý vị một làn da thật là sáng đẹp, vừa trắng vừa sáng và vừa là giữ lại cái tuổi xuân quý vị, và giúp cho quý vị khỏe thật là nhiều khỏe. Hôm nay một bộ cao cốt xăm được tặng bộ dầu gội là 260 đồng, một hai bộ xăm viên tổng cộng là đến 360 viên lận. Quý vị cũng được tặng một bộ dầu gội Kigo, còn chưa hết được tặng cái kem chống nhăn nữa, hoặc là quý vị được tặng một cái bộ mặt nạ, và chia sẻ còn được tặng một cái set đông trùng hạ thảo nước. Gọi cho Thanh Thúy ngay bây giờ qua số điện thoại là 1888 680 6689, và đặc biệt còn một cái promotion mà Thanh Thúy từ lấy rằng Hương Giang mới được nghe được, mới được tiếp thu để chia sẻ đến quý vị, đó là quý vị nào mà không mua cao cốt sâm, không lấy cái này có thể được một hộp tỏi đen luôn, nửa ký tỏi đen của Lý Sơn, trị giá 150 đồng đó quý vị ơi. Và ai mua sâm viên, dạ hai set sâm viên là 125 đồng, được 180 viên, và quý vị mua hai cái này thì được 360 viên. Nhiều quý vị chia sẻ ở nhiều khi sâm nước hay gì tôi ngại uống, tôi sợ cái mùi tôi chưa quen, thì ngày hôm nay sản phẩm sâm viên đã về đến công ty, và hôm nay đặc biệt gửi đến quý vị. Quý vị nào gọi hai phần sâm viên cũng được tặng, không lấy bộ set gội đầu rụng tóc này, chống rụng tóc này, ngăn ngừa rụng tóc chắc khỏe, thì quý vị có thể lấy một hộp tỏi Lý Sơn mà giai đoạn vừa qua các quý vị rất là yêu thích, nửa ký tỏi đen trị giá 150 đồng luôn đó. Quý vị nào gọi vô cho Hương Giang và Thanh Thúy, Hương Giang Thanh Thúy sẽ được bổ sung đặc biệt ngày hôm nay. Và có một cái sản phẩm mà hồi nãy nói nắng này, thì hôm nay có nhiều quý vị đang hỏi là cái bổ sung đặc biệt của ngày hôm nay là cái gì, thì Hương Giang xin chia sẻ quý vị 18 đồng một tip, nhưng ngày hôm nay quý vị mà gọi vô được chương trình thì 45 đồng, quý vị được 4 tip mang về, nếu vậy chia ra chỉ còn 11 đồng 20 cent một tip thôi ạ. Quý vị phải gọi vô chương trình này thì mới giữ được bổ sung đặc biệt ngày hôm nay ạ. Dạ vâng. Xin chào cô, xin chào 818 à. Dạ, cô chào cô. Cho hỏi cái sâm mà sâm hộp nữa đó. Dạ. Là nó tổng cộng mấy hộp vậy? Dạ, tổng cộng là 6 hộp cô ơi. Mỗi hộp là có bao nhiêu viên? Dạ, mỗi hộp là 60 viên à. Dạ. Mỗi hộp 60 viên. Dạ, 2 hộp. Vậy là mua là tổng cộng ra là 6 hộp nhỏ hay sao? Dạ, tổng cộng là 6 hộp nhỏ, nghĩa là cô có 2 set là 6 hộp nhỏ đó. Mà mỗi hộp là 60 viên à. Dạ, đúng rồi à. Mà bắt buộc phải mua 2 set đó mới được quà hay sao? Mà cô mua một set cũng được cô, còn nếu 2 set thì cô được cái bộ dầu gội Kigo. À. Dạ. Vậy là mua 2 set. Dạ đúng có rồi. Dầu gội rồi. Dạ. Mình mua 2 set luôn. Dạ. Được hộp dầu gội. Đúng rồi cô à. Dạ đúng rồi ạ. À. Ừ. À mình chia sẻ là mình được cái gì mà cái nước đó. Dạ, đông trùng hạ thảo nước. Bây giờ cô được cái kem chống nhăn nha. Cô có lấy kem chống nhăn hay cô muốn lấy một cái bộ mặt nạ cô? Kem chống nhăn đi. Dạ, kem chống nhăn nha. Kem chống nhăn. Với lại tặng cho cô cái set đông trùng hạ thảo nước. Cô chia sẻ giùm con, cô đã sử dụng sâm viên của tụi con chưa? À không có, mình thì là mình sử dụng cái dầu gội rồi. Dạ. Mình sử dụng của bên viên nó hai hộp rồi. Dạ. Cô thấy kết quả như thế nào? Cô có thể chia sẻ được không ạ? À thì thấy tốt. Với lại tóc nó đen mượt.
người ta tưởng là mình tóc nhuộm nữa. Dạ đúng rồi. Bây giờ nhuộm tóc đi. Dạ. Rồi bây giờ đúng là cô, tại vì khán giả ai cũng nói sử dụng cái ginseng nhân sâm quý vị, nó làm cho tóc quý vị đen mượt nằm mịn màng mà chống rụng. Cô thấy là tóc của cô dày và nó giảm rụng rất là nhiều phải không ạ? À? Đúng rồi, so với mấy cái sản phẩm kia thì cái này tốt, cho nên từ đó giờ mình chỉ sử dụng cái bột mà loại này thôi. Dạ yeah, rồi con tặng cho cô một cái bộ dầu bộ đông trùng hạ thảo nước nha. Dạ. Yeah. Rồi. Thì chủ nhật mình ra lấy được không? Dạ được cô, chủ nhật cô ra lấy giùm cho con nha. Rồi ghi số điện thoại mình lại là biết rồi phải không? Dạ con có số điện thoại của cô rồi, con cảm ơn cô nhiều. Con chào cô à. Rồi. Bây giờ chị muốn chia sẻ ha, rồi. Dạ vâng chị muốn chị dạ. Dạ chị chia sẻ đi chị đã chia sẻ về sản phẩm nào mà chị yêu thích vừa giai đoạn vừa qua chị đã dùng rồi mà chị cảm thấy tốt chị ha. Dạ. Chị đi chị xâm nước. Xâm nước hả chị? Dạ vâng. Xâm lộn. Dạ là xâm nước với chị ha. Dạ vâng chị cảm thấy chị dùng thời gian qua chị dùng chị thấy sao chị nha hả? Ờ chị xâm nước này tốt lắm á. Nó bớt lam nhất nè, bớt trúng mặt nữa. À. À, dạ đúng rồi chị, khi uống sâm thì nó tăng sức đề kháng cho mình đó chị. Dạ. Cái này em chỉ không nghĩ là sao tốt phương thấp tới đó hơn á. Dạ. Chỉ có một sâm ra cao cúc lên chi nữa. Dạ vâng. Chị uống bạch đêm thấy cũng ngủ ngon này kia. Sâm nước chị thích nhất, sâm lọn chị thích nhất. Sâm nước là chị thích nhất phải không chị? Dạ vâng, mỗi ngày một bịch phải không chị? Dạ. Ngày hôm nay sâm nước cũng có bộ promotion đặc biệt, đó là 125 đồng. Mua 1 tặng 1 luôn đúng không Thanh Thúy? Đã đặc biệt là từ nãy giờ chị. Không, có sâm nước không có 1 tặng 1. Ờ, là mua 2. 2 tặng 1. 2 tặng 1, 2 tặng 1. Hôm nay 2 tặng 1, dạ. Chị Hương Nhan tặng dạ vâng. Chị uống một ngày đầu thì thấy tốt rồi. À, một ngày đầu là thấy tốt rồi ha chị ha. Dạ vâng. Bây giờ chờ nó xe mua một tặng mỗi chị mua. Dạ, ngày hôm nay là sâm nước là 125 đồng, một hộp là 30 gói dạ. Mua 2 tặng 1 ngày hôm nay chị nha. Dạ vâng. Không có bây giờ không có lấy chị nè. Dạ vâng. Chờ xe không có lấy. Dạ vâng, rồi. Lấy cho Long Trường Hà Thảo nước. Rồi, em ghi cho chị Long Trường Hà Thảo nước nha. Rồi, cảm ơn chị ha. Long Trường Hà Thảo nước đi. Chia sẻ dạ, tặng một Long Trường Hà Thảo nước cho chị nha. Dạ vâng, rồi, em chào chị. Dạ, em chào chị. Dạ vâng. Dạ bye bye chị ha. Yeah. Và thưa quý vị thì tiếp tục gọi cho Thanh Thúy, mình còn có 10 phút nhưng mà sao trong 10 phút đó mình sẽ chơi game liên đúng tục rồi, luôn. Nhưng mà bây giờ quý vị đừng bỏ qua cái cơ hội promotion đặc biệt ngày hôm nay nha vị. Quý vị mua 2 cái set xâm viên này. Thanh Thúy nghĩ là quý vị nên mua 2 cái set xâm viên này. Quý vị đã uống xâm anytime thấy tốt phải không ạ? À? Quý vị đã uống cao cấp xâm thấy rất là tốt, cũng như là xâm lát rất là tốt thì xâm viên cũng vậy thôi. Xâm viên chỉ cho người nào mà không thích uống xâm thì uống viên gì nó cũng như là những cái dạng dược thảo khác, quý vị sẽ không có nghe mùi gì cả, mà quý vị uống vào đó kết quả y chang cũng là 10 đến 12mg ginseng oxide, giúp cho quý vị về hệ điều hành, về sức đề kháng, tốt cho trí nhớ, trí não và ngăn ngừa căn bệnh Alzheimer. Và ngoài ra nó cũng để lại cho quý vị một cái làn da thật là tươi sáng và đẹp nữa. Tinh Thanh Thúy chỉ vòng một tuần lễ, quý vị thấy là những cái vết nám hoặc dù sạm da mà bị không có điều màu trên làn da, quý vị sẽ thay đổi, sẽ cải thiện rất là tốt. Quý vị đã thức dậy, quý vị đã wow, sao da của mình giờ này đẹp như vậy và không có cần trang điểm mà vẫn sáng, vẫn đẹp và nó giảm những cái nếp nhăn của quý vị rất là nhiều. Từ gì cái chất ginseng oxide nó giúp cho da về anti-aging, chống lão hóa rất là tốt quý vị. Hôm nay quý vị mua 2 set xâm any vậy, xâm viên là 250, 125 đồng một set. 250 quý vị được tặng ngay một cái set Kigo dầu gội. Cho nên quý vị nào mà đã sử dụng dầu gội Kigo rồi, gọi cho Thanh Thúy chia sẻ, bởi vì cũng nghe cô đã nói rồi, cô xài dầu gội này giúp cho tóc cô đen hơn và chống rụng rất là nhiều. 2 set xâm viên 250 được tặng viên một cái dầu gội Kigo nhớ vị nha, và được tặng thêm kem chống nhăn, và mình chia sẻ được tặng thêm một cái set đông trùng hạ thảo nước. Và bây giờ sẽ là vòng 2 chứ game thứ 2 cũng là 15 sản phẩm. Và bây giờ quý vị có thể gọi cho Thanh Thúy qua số điện thoại là 1888 680 6689. Và bây giờ quý vị gọi vào đi vị ơi, nãy có một khán giả đã gọi chia sẻ cũng như là nhắc Thanh Thúy là game thứ 2. Bên chị cũng có người nhắc và ủa sao chưa thấy game thứ 2 đâu. Thì quý vị mau mau gọi vô game thứ 2 bây giờ bắt đầu ấy, quý vị ơi. Dạ. Quý vị đoán trúng sản phẩm nào là mình sẽ được mang sản phẩm đó về nhà luôn. Dạ, dạ. Cho nên là cũng là 15 sản phẩm, cái những sản phẩm nào mà quý vị thấy là cả trả lời sai quý vị gạch bỏ. Hello Thanh Thúy xin chào, điện thoại đầu tiên 714. Đoán kem MV. Dạ không dạ, phải ạ. Dạ. Rồi, xin chào 66. Dạ chị thì nói đi vậy. Tôi đoán mà tới đây.
Tỏi đen dạ không phải ạ. Hello, Thanh Thúy xin chào điện thoại kinh tế và kem NV. Dạ không phải ạ. Dạ. Xin chào 514 ạ. Alo. Dạ cô đoán được không? Chị nói kem NV. Dạ, kem NV không phải ạ. Quý vị ơi, đừng bỏ kem NV. Xin chào chào điện thoại kế tiếp ạ. Dạ, không phải chị. Dạ, rồi. Rồi, xin chào 714 ạ. Dạ, không phải cô ơi. Dạ. Điện thoại kế tiếp ạ. Xin chào điện thoại kế tiếp. Dạ, không phải. Cô nói cái gì? Cô la trình hả? Dạ, không hỏi chị. Dạ. Dạ. Chị trả lời đi. Dạ. Dạ alo cô đoán mua nha. Cái gì cô cái gì cô muốn mua gì à? Dạ dầu không xong dạ không phải ạ. À. Dạ không phải dầu ấy giác ạ. Dạ. Dạ. Dạ alo. Dạ cho 714 xin chào 714 ạ. Ồ sữa dê dạ rồi, cô đoán trúng rồi Thúy ơi, con người đoán trúng dạ sữa dê. Dạ vâng, trúng rồi. Cô cho con xin số phone của cô đi cô. Bao nhiêu ạ? 467 467 Dạ, 5902 ạ. Dạ. 5902. Cô cho cô số điện thoại của cô được. Cô đọc lại giùm con nha, chị đọc lại giùm em nha. 467. Dạ. 5902. Dạ chưa đủ 714 phải không ạ? 714 cơ ha. Rồi, cô trúng sữa dê nha cô. Win sữa dê. Dạ chào cô nha. Dạ, con chào cô. Dạ quý vị ơi, đã có người trúng dạ giải sữa dê rồi nha quý vị. Dạ. À, bây giờ cô cho có thể số điện thoại của cô là 818 vô mà. Cô số điện thoại cô số 30. Mấy? 310 310 970 1130. Cô mua 2 xăm viên đó mà. 2 xăm viên được tặng một cái xăm viên nha. Được tặng một hộp xăm viên và con tặng dạ là 250, con tặng cho cô cái kem chống nhăn nha. Với lại một bây giờ cô không muốn lấy đông trùng hạ thảo nữa, cô muốn lấy cái kem NV cũng được, bây giờ cô chia sẻ cho con đi à. Dạ. Xài đông trùng hạ thảo nano tốt quá. Dạ, tốt như thế nào vậy cô? Xăm lát linh cây cốt linh chi mình cũng xài qua. Dạ, cô xài tốt như thế nào? Tốt nhưng mà tốt như thế nào à? Từ gì con tặng cho cô cái xô. Dạ. Nghe ngủ ngon nè. Dạ. Dạ. Lát thì cũng khỏe quá. Mệt mệt cái mình ngay vài lát. Dạ rồi, rồi con tặng cho cô nha. Alo. 2 xăm viên tặng 1 xăm viên tặng kem chống nhăn. Và chia sẻ cho tặng kem NV nha. Con cảm ơn cô nhiều, con chào cô. Dạ. Tiếp tục gọi cho Thanh Thúy qua số điện thoại là 1886806689. Và bây giờ mình sẽ có game thứ 3 luôn. Quý vị, bây giờ Thanh Thúy và chị Hương Giang sẽ có kết quả rồi. Quý vị gọi cho Thanh Thúy ngay bây giờ qua số điện thoại là 1886806689. Game thứ 3 sẽ bắt đầu dạ. Thanh Thúy xin chào ạ. À, cho chị hỏi cái trong bếp nấm linh chi hôm nay có promotion gì vậy Thúy? Dạ, cao cốt nấm linh chi hôm nay mua 2 cái cao cốt nấm linh chi vừa từ tặng một cái Kigo dầu gọi cho chị nha. Một bộ dầu gọi Kigo dạ. Luôn à. Alo, dạ, cô đoán đi ạ. Dạ. 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 Alo, dạ, cô đoán đi cô. Dạ, không phải cô ơi, không phải rồi cô ơi. Dạ, chưa phải nha. Dạ, vâng. Dạ. Rồi. Xin chào 626 ạ. Chơi đón đông trùng hạ thảo nước. Dạ cũng không phải đó ạ. Dạ cũng chưa phải đâu ạ. Dạ không phải cô ạ. Dạ vâng rồi. Dạ. Dạ xin chào 215 ạ. Dạ cũng không phải. Dạ chưa phải chị ơi, chưa trúng chị ơi. Dạ rồi, cảm ơn chị nhé. Dạ. Dạ xin chào. Xin chào 626 ạ. Dạ cũng chưa phải, cô là Trần Henry cô ơi. Dạ dạ cảm ơn. Dạ dạ xin chào 5. Dạ xin chào 714 ạ. Alo. Dạ con đoán đi cô. Alo, cho chị đoán kem NV. Dạ cũng chưa đúng cô ơi. Dạ chưa đúng cô ạ. Dạ dạ xin chào 818 ạ. Dạ cô đoán đi cô. Cái kem NV. Dạ cũng chưa phải kem NV nữa. Số mấy vậy chị? Sao nhiều người chọn NV ạ? Gạch bỏ NV dạ. Đi quý vị ơi, nhiều người đoán NV quá. Dạ. Dạ, xin đoán tiếp đi ạ. À, em cái cao cốt
Dạ alo. Cho tôi đón mặt nạ tuổi dơ không? Dạ cũng chưa đúng rồi. Dạ cảm ơn cô, chưa đúng rồi. Dạ rồi, xin chào 615 ạ. Alo. Alo, mình đoán đi ạ. À, rau củ quả. À, dạ cũng chưa đúng rồi. Hôm nay. Dạ alo, dạ 760 ạ. Alo, dạ cô đoán đi cô. Dạ cũng chưa đúng rồi. Alo, dạ cô nói đi cô. Phút riêng, dạ cũng không phải ạ. Ừ. Hello, Thanh Thúy điện thoại kế tiếp, và Thanh Thúy xin chào ạ. Hello, dạ alo. Đón mặt nạ đúng không? Dạ alo. Không phải chị, dạ, ơi. Dạ. Tỏi đen, dạ cũng không phải cô ơi. Dạ. Bắt điện thoại cái nhanh luôn chị, dạ. Mắc nhanh đâu không đúng. Alo, đúng dạ. Bắt không được. Nói đi cô. Tỏi đen dạ không phải ạ. Điện thoại kế tiếp, Thanh Thúy xin nghe ạ. Tỏi đen. Dạ không phải chị. Dạ, Hương Nhân xin nghe ạ, nói đi ạ. Hello. Dạ cô nói đi, cô đoán cái gì cô? Có phải là detox không? Dạ cũng không phải ạ. Điện thoại kế tiếp à. Thanh Thúy xin chào, điện thoại kế tiếp. Okay. Dạ không phải. Dạ Hương Giang xin chào ạ. Quý vị nói đi quý vị. Đó, dạ. Alo. Cô nói đi cô. Điện thoại kế tiếp à. Thanh Thúy xin chào à. Alo, dạ. Quý vị đoán đi ạ. Dạ. Mình đoán cái gì ạ? Alo. Quý vị ơi, quý vị đăng ký giùm cho Thanh Thúy nha. Thanh Thúy xin chào 714 à. Thanh Thúy xin nghe. À, dạ cho đoán dầu dạ không phải cô ơi. Bây giờ quý vị ơi, bây giờ mình cũng hết giờ rồi. Tiếc là cái game thứ ba mình sẽ không có người chiến thắng. Thì Thanh Thúy mong rằng quý vị sẽ may mắn hơn trong ngày mai, từ khi cái kết quả là cái miếng chùi đèn xe nha quý vị nha. Mà chưa ai đoán trúng ngày hôm nay. Chưa ai, không ai có quà cả. Và Thanh Thúy xin hẹn cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho chương trình. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào ngày mai. Chúc quý vị tràn đầy niềm vui và sức khỏe. Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Sản phẩm hồng sâm gươm sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nên nhân sâm trồng ở gươm sâm có hàm lượng chất ginsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm gươm sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999.